À, chào các bạn, nay mình đi ăn tối cái món bánh canh ghẹ anh Vi 125 Võ Thị Sáu. Đây là món bánh canh ghẹ. Đây là cái phía đường Võ Thị Sáu, cái ngã tư Võ Thị Sáu giao với Hoàng Hoa Thám, có cái tòa nhà cao cao là tòa nhà Melody đó, ngã tư Võ Thị Sáu, Hoàng Hoa Thám. Này là địa chỉ đi về phía số nhỏ nè, 125 bánh canh ghẹ anh Vi. Giới thiệu nhường cho bạn Phong ăn trước nha. Đâu, anh giới thiệu đi để em quay anh chứ. Đây, bánh canh ghẹ thôi. Giờ lấy đũa mình khều lên coi có gì đây ha. Đây có ghẹ nè. Ghẹ này thì người ta cũng làm ra hết rồi. Cái này là cái càng. Ồ, đa phần là càng đó cô. Càng chứ không phải thịt đâu em. Càng ghẹ à, đó. Còn cục này là chả ghẹ. Đúng rồi. Chả ghẹ này làm từ thịt ghẹ làm đúng không? Đúng rồi. Cái thịt làm ra. Càng đây còn hoàn toàn là ghẹ không? Trong đây là có trứng cút đó nha. Chứ không có một cái nhiều khi. Rồi. Ở đây mình ăn rau hả? Rau loại này. À, đặc biệt là xà lách thôi. À, chỉ có xà lách thôi, đặc biệt quán này chỉ có rau xà lách thôi. Bạn nào muốn ăn rau khác là không có nha. Đúng rồi, ăn rau khác không có. À, nước chấm. Cái này là nước gì cô? Nào, đó là muối ớt xanh gia vị để chấm ghẹ đó em. Em ăn thử đi, ngon lắm, nhà xanh. Làm á. Muối ớt xanh nhà làm nha, chứ không phải mua ngoài nha. Đúng rồi. Rồi, rất là đặc biệt. Có nhiều khách ăn ngon á, cái cũng mua về mà đâu có bán đâu, cho khách miếng đâu. Dạ. Chứ không có bán. Cho cô không bán cô? Không, mình làm đủ tiêu chuẩn mà bán thôi. Chứ đâu có bán cho khách đem về ăn này kia đâu có bán đâu. Đúng rồi. Làm đủ bán bánh canh thôi. Người ta mua về người ta ăn là người ta không ra nữa. Người ta ăn ở nhà. Nếu mà khách thích thì cho mình. Ngon ăn hơn. Khách về khách ăn thôi. Chứ còn bán là không có bán. Này, muối này nó khác với lại ngoài nhiều. Nhiều khách không biết nó rất bù tạc nhưng không phải bù tạc. Nó có vị ngọt. Cái này là món đặc biệt, còn này là món chiên. Kìa, có anh cho anh thử không được. Ngon lại, quay sọt cuối đi. Thử quá, không gian. Rồi, có một nhóm vô luôn là có. Chạy vô luôn em ơi. Em chạy vô luôn. Rồi, các bạn, cảm ơn các bạn đã xem. Quán này cũng rất là nổi tiếng và lâu năm đó. Đó, nhiều bạn tìm tới luôn rồi, thấy không? Rồi, sau khi ăn xong, ông này mua thêm một bát gì. Rồi, bye bye các bạn luôn. Đó, đây là hết rồi đó. Đi trải nghiệm nha. Một 125 Võ Thị Sáu.